most likely to have 2,000. Oh, can you tell me how many followers you have? Và trong giây phút đó mình đã biết ngay mình bị lừa. Và nguyên cả trường hai ngày học sinh sẽ biết bí mật lớn nhất của mình. Mình kiểu đơ luôn, không lẽ nói mình không biết. Jenny Huỳnh khiến cả trường vỡ òa khi tiết lộ một bí mật về bản thân. Có tổng cộng gần 11 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Jenny Huỳnh tên tiếng Việt là Huỳnh Việt Hoàng Vi, 18 tuổi, là cái tên quen thuộc với cư dân mạng Việt Nam. Tuy nhiên, khi ở Mỹ, cô nàng cũng chỉ là nữ sinh bình thường như bao người. Rất ít người biết đến sự nổi tiếng của Jenny Huỳnh. Mới đây, trong ngày học cuối cùng ở trường cấp 3, bí mật của nữ YouTuber đã được tiết lộ cho cả trường được biết. Theo đó, trường của Jenny đã dành những giải thưởng cho học sinh nhân dịp cuối năm. Và Jenny được trao giải người có khả năng nổi tiếng trên một nền tảng mạng xã hội. Buổi trao giải được diễn ra với sự chứng kiến của hơn 2.000 học sinh trong trường. Bản thân Jenny Huỳnh khá bất ngờ vì đây là bí mật mà cô bạn đã giấu kín suốt thời gian đi học. Mình khá bất ngờ vì không ai trong trường biết mình đâu các bạn, chỉ có cô hiệu trưởng và một vài đứa bạn. Lúc đi xuống mình tưởng chỉ nhận giải rồi đi lên, ai ngờ phải chụp hình nữa. Vì bất ngờ và ngại nên Jenny Huỳnh muốn nhanh chóng quay về chỗ ngồi nhưng cô giáo đã nhanh chóng giữ cô bạn lại. Không dừng lại ở đó, cô giáo còn đề nghị Jenny Huỳnh đứng ra chính giữa để nói chuyện. Khi được hỏi kênh video ngắn đang có bao nhiêu người theo dõi thì Jenny đành ngại ngùng thú nhận rằng đó là con số 5 triệu người theo dõi. Lúc đó mình đã biết ngay mình bị lừa, nguyên 2.000 học sinh sẽ biết bí mật lớn nhất của mình. Sau khi nghe thấy con số này, toàn bộ căn phòng vang lên tiếng vỗ tay, reo hò, thậm chí một người bạn thân của Jenny còn bật khóc. Cô không nghĩ bạn ấy sẽ nổi tiếng nhưng thực tế là bạn ấy đã nổi tiếng rồi, đó là lời cô giáo của Jenny nói thêm. Vẫn rất bất ngờ và hồi hộp khi rất nhiều người biết bí mật của mình, Jenny Huỳnh không biết nói gì nữa mà vừa che mặt vừa nhanh chóng quay trở về khán đài với bạn bè.